Xin chào đại gia đình, xin chào mọi người, xin chào các bạn nha. Chào tất cả bà con cô bác. Hôm nay buổi sáng thứ bảy nè. Đây là cái xe này, là biết xe gì không? Xe này là xe bánh tráng trộn của mình nè. Bán bánh tráng trộn ở nhà thờ Cái Thánh Từ Đại Việt Nam. Bữa nay có hội chợ Tết á. Mình giới thiệu cho mọi người nha. Cái này á là, đây coi, đây là bánh tráng. Bánh tráng người ta cắt sẵn rồi, mình khỏi cắt. Cái này là rau răm, rau răm, da heo, tôm khô cháy, and bò, cái gì, khô bò, and cái này là khô gà này là đặc biệt nha, mình làm chứ không phải mình mua, tại vì mình làm cho nó giòn giòn á, ăn mới ngon. Còn cái này hành phi, mình đặc biệt là mình không có làm đậu phộng mà mình làm đây, cái này là cái gì ta, almond, tiếng Việt gọi là cái gì ta không biết, đặc biệt cái là mình dùng dầu ô liu nha, dùng dầu chứ không có dầu bờ, dầu nãy đâu, cho nên ăn cho nó health, bảo đảm. Đây mình để everything trong cái xe này. Xe này là hôm nay là làm nên sự nghiệp á, thành công không không thôi là bữa nay. Lát nữa đẩy lên xe đi. Xin chào đại gia đình nha, xin chào các bạn. Hôm nay là mình đến chỗ nhà thờ Cái Thánh Từ Đại Việt Nam ở Sun Beach, Florida để ăn mừng Tết năm mới. Tết là mừng xuân năm dần. Tiếp theo là vẽ cha cho nó nóng mình một tí nè. Mình quay cho các bạn coi mang tên tình xót xa ở vòng vòng ở chỗ mừng xuân này nha. Ở chỗ mình đâu chị? Cái nào hả? Đây hả? Ồ xa chứ vậy? Tưởng đi xa lắm chứ. Ở đây là bánh mì nha, mình bán cái bên bánh mì. Cái này bán cái gì vậy? Cái thịt nướng hả? Có chưa nè? Thịt nướng. Có chưa? Trời ơi, cơm nhìn đẹp quá vậy. Ở đây ai nấu vậy? Đầu bếp á, đầu bếp á. Đầu bếp, đầu bếp 104 á. Cho cái nụ cười giờ thoải mái xuống coi. Đầu xuân. Trời, làm hai thứ luôn. Hôm nay là cái chợ Tết của cái Saint Petersburg, Cá Thánh Tự Đạo, nhà thờ. Làm hai ba thứ luôn. Này bán cái gì chị Phơi Mì hả? Bánh trần là bánh nó không có áo không? À, muốn sửa ấm đến đây. Còn ai muốn kiểm tra răng rồi kiếm bác bác sĩ nào phải không? Dạ, hai ba thuốc vậy. Dạ. Anh chào khán giả các anh. Ủng hộ nha. Chào cậu. Chào, chào khán giả cái. Happy New Year, chào chào cái. Happy New Year. À, ở bên đây. Nãy hứa muốn cho tô cháo chờ quà không thấy? Đây. Cháo nè không? Đây nè. Không em chờ đó giờ không thấy cháo đâu hết trơn nè, cháo nè không? À, cháo là cháo lòng đó. Thấy chưa? Thấy dân Florida dễ thương không? Quá dễ thương luôn.
lạnh xuống đây. Cái phụ nữ dễ thương, hoạt động dễ thương đó. Anh chào khán giả các anh. Hello, hello. Thấy chưa, dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Anh này cũng vậy nè, thấy không? Đây nè, ai cũng dễ thương hết trơn. Cô bấm cái clip, bấm thành trăm cuộc sống Florida là thấy tụi con trên đó đó. Đi câu cá, bắn chìm lùm là trên đó đó. Dạ. Wow, tôi thích coi mấy cái đó. Đi, tướng lãnh không? Hello, hello. Không biết năm rồi, năm nay không biết nó có thật. Em sao cái bộ khai mà này là action lắm. Gì ghê, lo. Em phụ chứ vậy câu em. Tới Florida này sao vui. Vui không? Làm việc từ thiện luôn ha. À. Rồi em có cái nghĩ năm tới em đến đi làm nữa không? Ngân hàng của chúng em là có heo quay ha. Có heo quay là có hiến mãi rượu luôn. Đây, nước trộn hai sản phẩm không? Nè, thấy không? Thấy bé bé này phụ luôn nè, dễ thương không? Nhờ được rồi đó không? Đó. 5 thớt bình. Khô bò luôn con. Khô bò. Khô gắp khô bò hả? Bao nhiêu? Nè, khô bò nữa cũng như giữa đó thấy không? Trộn nha, thấy bà con mọi ngồi đi dọc đường này không? Đó, đang tối quá trời luôn. Gió quá trời gió luôn. Đó nó đi đi gì đạp lên cua hả? Cái này tôm chiên, cái này cá chiên. Dạ. Tàu hủ chiên. Mày vô. Hỏi vừa mới thì on sale rồi, từ từ. Mọi người ơi. Dạ. Mã vô. Dạ, tôm chiên, cá chiên, tàu hủ chiên. Đây. Mày qua bên đây coi hàng gì nha. Ủa này hàng này gì ta? What is this? Korean hot dog. Corn dog. Corn dog, yeah. À, có cả món Mỹ nữa, món Việt Nam, châu Á gì cũng có hết. Wow. Really cool, huh? It's okay. Are you Vietnamese? Huh? I don't speak Vietnamese, sorry. No? A little bit. Qua đây cái hàng gian gì nè. Oh, mì. Hủ tiếu mì hả cô? Mì phi tinh. Đây. Ủa, cô kia đâu rồi? Cô Cẩm đâu rồi? Cẩm đẹp trai đẹp gái luôn rồi, cô Cẩm nè. Trời ơi. Che mặt hết rồi thấy. Đúng vậy. Mày vô, mày vô, của chị này nè, của chị này nè. Đó, mày vô, mày vô. Em bên mua ủng hộ nè. Bái quanh, dịch quanh. Mua một, tặng một, tính tiền hai cái. Mày vô. Có cái bát hay không vậy? Có cái bát không? Có cái bình, có cái bình. Dạ, khách hàng. Chấm bớt. Ai đã xếp phía tới nha. Đây, ồn ào nhất nè. Đó, nhân vật ồn ào nhất nè. Chân. Mai á nè.
là gian hàng Corfish. Ở đây sao đó? Wow. Thấy chưa? Giờ đá đâu có. Này cô đang sắp củ sắn bánh xèo hả cô? Này là canh bún. Nếu có bún riêu. Canh bún. Canh bún của cá. Trời ơi, bánh xèo hấp dẫn nhất luôn á. Quá ngon luôn nè, đẹp dễ sợ luôn, màu vàng luôn đó, tượng trưng cho Tết luôn á. Dạ. Trời lạnh lạnh mà con ngồi dưới bánh xèo rồi con thấy ấm rồi, đâu có lạnh đâu ha. Thấy cho điều luyện chưa? Ở đây mình quay coi, đây có đây là bánh bánh này bánh gì quên mất tiêu ta, phải lá dứa hay gì? À, cái này em không biết, người ta kêu làm em làm chỉ bên giá lớn lá dứa đó chị. Dạ. Bánh kẹp nhớ rồi, bánh kẹp, kẹp. Kẹp đúng rồi, kẹp lại nè đó. Đúng rồi. Trời ơi. Món này là món gì đây? Món khoai môn chiên tôm. Nè thấy không? Khoai môn chiên tôm. Không có bạn đó luôn. Thử ăn cái món gì vậy? Wow. Ngon ha. Ngon không? Kìa. Kiếm được cái gì coi chứ? Ủa cái này nướng cái gì vậy? Dạ, thích, cho ấm mà. Ồ, cho ấm đây hả? Ăn cho quay vô trong qua đây. Đây là cháo lòng. Đây là món coi như là ôi, phở ngon ha. Cháo ngon ha. Bây giờ ồ, cái này là ba con. Cái này là bò của lớp lốt. Bảy. Bảy hả chứ gì? Bảy. Chó tao coi chả chìa. Ồ, chả chìa hả? Thôi nấu cơm nè cháu. Phở nè. Ngon quá ta. Ồ, giờ nè. Hấp dẫn. Chỗ đâu làm này. Đây là chiếc xe này là nè để thắng đó. Mua hai cho đoàn tích kịch đó. Xe này nếu mà ai lucky năm nay sẽ thắng Honda. Honda hay là Hyundai ta? Honda hả? No Hyundai á. Ồ, Honda Accord. Này giống như chỗ khu thiếu nhi bán đồ. Ồ. Ồ, this is for sale. Ồ. Wow, bự quá hả? Hả? Đây. Bỏ vô hả? Ủa? Ủa đặt hả? Đặt hả? Rồi là cua. Không có cua nha. Nè, 1, 2, 3. Cua nữa. Không bằng cua. One ticket. All right, here we go. You see the dice? Here we go. And look at you, Eddie. Let's see. Let's check your luck. Đặt bầu rồi. Wow. Năm nay có bầu nha. Rồi quý vị nghe, con thử có bầu nghe. 1, 2, 3. Congratulations, em.
chơi là giờ giảm thành đuổi. Rất ngon, rất ngon. Hả? Quá chặt hả? Đi giờ. Đâu? Anh chặt heo nè. Anh quay heo. Bánh tiêu, bánh tiêu, bánh tiêu. Bánh ngon, bánh tiêu, bánh cam. Đây là món gì vậy chị? Miến xào, heo rừng xào lăn. Heo rừng xào lăn. Không thấy gì hết, thấy hộp thôi à. Chở đây đó. Đây nem chua nè, nem chua nè. Sao mình dài thế? Cuốn. Dạ bì cuốn, bò bía. Cái này cơm không chị? Này cơm hả? Dạ cái này là bún, bún chả già với bì. Ồ, biết là ép bò chứ. Ồ, yeah. Oh, hai chị. Đây là bánh uốt ha. Bánh cuốn. Bánh cuốn ha, chả lụa. Dạ. Cái này là bánh đúc. Bánh đúc này bánh cuốn à. Bánh cuốn. Mắm Thái. Mắm Thái. Mắm chân chứ. Ờ, mắm chân. Dạ. Rồi cái này bò lăn lốt. Bò lăn lốt nên đi quay phim. Enjoy. Đó, đây là ok, đang ăn sắp hả? Sắp bữa nay không chị? Em thiếu 1/5 đồng tại bạn này bán không có tiền, bắt đầu đi nhà bán bắt kết bán rồi em hết trái giò nè, giòn rụm luôn á, tầm cái phải không, tầm cái hả? À, không, 4 cái 5 đồng cứ bán 1 cái không hả? Cứ bán 1 cái không, bán 1 cái hả? Cái tầm cái đi. À, ai ăn chị ăn hả? Ừ. Chị ăn lấy 2 cái ăn đi nè. Ừ, lấy 1 cái thôi hả? Lấy 2 cái rồi cứ mãi hả? Đây em biết là bán 1 đồng 2 cái. Need a new one. Yes. Hot, hot. Oh, oh, man. Okay, give me one. Yeah, good one, look. Depending on the person that you need. Yeah. I need a big one, see? Yeah. First. Oh, I like big. Yeah. Alright, Happy New Year. Happy New Year. Đây, bánh kẹp nè. Xôi, chè, xôi. Bánh. Cái này hủ tiếu hả cô? Này hủ tiếu hả? Hủ tiếu hả? Trời ơi, tàu ăn ngon không mà bụng đâu chứa cho hết đi, không biết nữa. Ô, cái này bánh tráng trộn quá hả? Ai làm đẹp quá vậy? Cái trộn nè. Ờ, hấp dẫn quá ha. Hai bánh mì. Bánh mì thịt nướng hả? Dạ dạ. Cái này nè, chả cầy chị. Ô, chả cầy. Ồ, bánh xèo nè, hấp dẫn không? Đây là sữa Thuận Thành nè. Nó nóng, nóng hỏi luôn, mới là lò luôn. Trời ơi, tưởng ai lại mời. Mấy người không mua mà nấu trà nóng luôn. Ăn ăn cậu dâu. Đừng có tóc luôn nè. Bốn đâu. Bên đây bán vậy. Chị làm muốn gì vậy chị làm? Đây cò fish nha, hấp dẫn nha. Bao nhiêu một hộp? 40 đồng một hộp. Ừ. Bữa nay là có cả bắp cua này không? Cua chả cá ngon á, nhiêu hộp vậy? 15 đồng. 15 đồng nhìn hấp dẫn quá ha. Dạ, nhiêu một hộp. Bao nhiêu một một? Bữa chiên xong đang nóng. 40 đồng một chuối chị. Ngon á. Mà còn nóng không chị? Nóng mà. Nóng. Mới bốc ra nè, nóng. Nóng mà. Nóng nó ăn liền luôn á. Mở lò lên cho nóng rồi.
bỏ này được không? Ừ, bỏ cơm nào khỏi xào, bỏ cơm luôn. Để thiêu nè. Ta thấy cầm cái này sắp đó rồi. Mời cho nó trơn rồi. Hỏi em tỏi không? Xe em mà. Xe đợi á. Rồi đi. Đẹp trai mà có tài nó là nói bên đó ế không tin nè. Đẹp trai có tài mà nói em ế anh Thành ơi. Em ế thiệt không gì? Có ế không? Nói gì đi. Nói gì mấy cái cô gái đi. Em thì đau khổ đã nhiều. Mà từ khi biết chữ yêu á là mọi điều đắng cay. Lỗ rồi, rồi nữa quán kì rồi, cơm thì nhiều lắm, đừng lo. Ôi vô leo anh ơi, vô leo có nước này không? Dạ có luôn, ai muốn ăn ăn rồi để tôi mời nữa. Hình như là anh mới anh bắt đắt lắm á. Trời ơi con cháy ngon luôn nè, thấy không? Hấp dẫn. Hấp kia. Bánh trắng trộn 5 đồng một hộp. Mua nha, nhanh tay còn chậm tay hết nha. Dạ không, nó có sẵn đó chị, em trộn sẵn rồi. Chị trộn lên ăn thôi. Những cái dạ cái đó hấp bình đó, mình trộn lên ăn thôi. Em vừa ăn rồi. À, được kia. Dạ. Nè dạ bánh tráng trộn đó nặc bánh tráng trộn nhưng mà cái trộn này cái trộn đủ thứ luôn á hả? Ờ ba topping. Ồ thôi lại hai cái đi đó cho bên kia là trả tiền bên kia trộn về trộn ăn thôi có đó luôn gấp đó. Ừ. Fistball, we can heat it up. Fistball, okay. They're taking over time. Cái này món gì chị? À, cái bánh cái này tiêu đâu? À? Bò bánh tiêu hả? Cái này ở đâu? Là canh bún phải không? À, canh bún nóng hổi luôn á, trời lạnh mà cũng nóng bún thôi.
Bán ngon. Trong đây nó có rau muống. Món tôm chị, món tôm chưa? Có rau muống, có ớt không? À ớt, chị ơi không có ớt chị. Em chị ăn ớt thì em cho này. Con này con thứ ba quá anh. Con thứ ba nè, con này rất là ngon nha, đặc biệt lắm á. Cái ốc mỡ. Thôi. Thôi, cái lò nóng hổi luôn, nghe mới ra lò luôn nha. Treo gì bán đó đó. Quý vị chết chưa? Chết chưa? Con gọi là nói chưa chết đó. Anh chưa chết cái gì? Anh chưa chết cũng thân à? Chưa chết mà sao mặt tươi vậy? À không phải tại vì vui. Trời ơi, vô chứ. Bên đây nè, chụp hình mua năm vé nè, Tâm ơi. Chưa xuống đây, xuống đây. Rồi, ủng hộ nhà thờ, ủng hộ nhà thờ. Chị ơi, không phải chị hay chị nhà vô cho bà con đó. Chị nói em là người tình không sợ mó của chị. Hả? Ủa, ăn gì đó anh? Ủa, cháu lòng là... Ủa, ngon ha. Cháu lòng. Đang lạnh mang con cháo rồi, thôi thôi khỏi nói luôn rồi. Cái này có gì chăm đúng không? Ở đây có chăm nè. Thử đi. Hả? Có chăm trộn. Ồ vậy hả? Ờ, vậy em phải trộn lên. Cầm á, không biết mua gì à. Để hả? Mua gì nóng nóng mà. Nghe nhớ à. Quả đẹp đúng hả? Ai mà hát to chứ lên xuống tầng đang nóng tay đồng hiểu hả? Cô kia đâu? Bạn gái nào chuẩn bị hát cùng trong phố nhớ chuẩn bị sau nha. Chúng ta còn một bạn gái thôi à, chuẩn bị rồi nhá. Thôi. Wow. Giờ đây, tôi Linh Mục, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam xin tuyên bố khai mạc Xuân Hy Vọng 13 tại Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam.
mọi người.